Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với S News và hãy cùng với chúng mình cập nhật những tin tức nổi bật nhất có trong ngày hôm nay nhé. Mới đây, các cầu thủ nữ Phong Phú Hà Nam đã tái hiện lại một hình ảnh xấu từng khiến báo chí quốc tế phải chê cười. Cụ thể, đội bóng này đã bỏ trận đấu giữa chừng nhằm phản đối quyết định của trọng tài chính trong trận gặp câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1 tại giải vô địch quốc gia nữ năm 2020 diễn ra vào tối ngày hôm qua. Cụ thể, tình huống diễn ra ở phút 89 khi tỷ số đang là 1-1 sau một pha tranh chấp trên không từ quả đá phạt góc. Trọng tài chính cho rằng cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh 1 đã bị phạm lỗi trong vòng cấm và chỉ tay vào chấm phạt đền. Cho rằng trọng tài đã quyết định sai, huấn luyện viên Nguyễn Thế Cường đã phản ứng gay gắt kéo theo hành động quyết liệt của các học trò. Tất cả cầu thủ Phong Phú Hà Nam đã quyết định không thi đấu để phản ứng trước quyết định của trọng tài. Tình huống này khiến những lãnh đạo có mặt tại sân phải vào cuộc. Giám sát trận đấu Lê Mạnh Hà liên tục gọi điện xin chỉ đạo. Trưởng ban tổ chức giải Nguyễn Minh Ngọc nói chuyện riêng với huấn luyện viên trưởng, đội trưởng Phong Phú Hà Nam và động viên đá tiếp. Thế nhưng không khiến cầu thủ và huấn luyện viên đội lay chuyển, ông Ngọc còn phải liên hệ với lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Hà Nam nhưng không ai bắt máy. Sau 10 phút, ông Ngọc đề nghị trọng tài chính thổi còi kết thúc trận đấu. Theo quy chế giải, Phong Phú Hà Nam bị xử thua 0-3. Tuy nhiên, đây chắc chắn chưa phải hình phạt duy nhất đối với đội bóng này. Những cá nhân liên quan, đặc biệt là huấn luyện viên trưởng, đội trưởng, lãnh đội sẽ phải đối mặt hình phạt từ Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Sự việc này giống với hồi năm 2017 tại V-League, cầu thủ Long An phản ứng với quyết định thổi phạt đền của trọng tài chính và không thi đấu tiếp với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Thủ môn Nguyễn Minh Nhật khi đó còn đứng quay lưng khi cầu thủ đối phương sút phạt đền để phản ứng. Ngay sau đó, Ban kỷ luật VFF đã đưa ra những hình phạt với huấn luyện viên trưởng, lãnh đội, đội trưởng và thủ môn Long An, trong đó có cá nhân bị cấm tham gia các hoạt động do VFF tổ chức trong 3 năm. Sự cố tại sân Thống Nhất này cũng đã khiến hình ảnh bóng đá Việt Nam xuất hiện dày đặc trên báo chí nước ngoài và các trang mạng xã hội. Những hình ảnh đó thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp và nhận về khá nhiều chỉ trích cũng như chê cười. Còn các bạn thì sao? Các bạn có suy nghĩ như thế nào về hành động này của Phong Phú Hà Nam? Hãy để lại comment ở dưới để cho chúng mình cùng được biết nhé! Chúng mình là S News và các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như subscribe cho fanpage và kênh YouTube để có thể liên tục cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày.